Xin chào quý vị và các bạn. Xin tự giới thiệu, tôi là Hồng Nhung, thành viên của công ty nội thất châu Âu Panama, một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế, thi công, sản xuất, lắp đặt các trang thiết bị nội thất theo phong cách cổ điển và tân cổ điển cho các lâu đài và biệt thự. Hôm nay rất là trân trọng kính mời quý vị và các bạn đi tham quan một tòa lâu đài rất nguy nga, tráng lệ và mang những phong cách rất là độc đáo. Chủ nhân của tòa lâu đài là một người phụ nữ xinh đẹp, quyền quý. Hôm nay xin mời quý vị các bạn sau đây sẽ đi theo tôi. Chúng ta có thể trải nghiệm được không gian thiết kế cũng như phong cách đặc biệt của tòa lâu đài này. Và điều rất là thú vị đó là sẽ được tâm sự chia sẻ với chủ nhân xinh đẹp của tòa lâu đài. Xin mời quý vị theo tôi. Chào cô. Hôm nay cháu rất là vinh dự khi được tới thăm tòa lâu đài của cô. Lời đầu tiên xin cho cháu xin chúc sức khỏe cô cùng gia đình một sức khỏe và luôn được hạnh phúc. Hôm nay khi mà tới đây thăm tòa lâu đài của mình rất nguy nga, tráng lệ và nó mang một cái phong cách rất là riêng, rất là đặc biệt và có một phần rất là quý tộc. Cháu được biết là anh Hà, tổng giám đốc của công ty Panama đã thiết kế và thi công công trình này, tòa lâu đài này đúng không cô? Cô có thể chia sẻ cho cháu và các bạn được biết rằng là cái cơ duyên nào để cô biết đến anh Hà cũng như công ty Panama để thiết kế cái toàn bộ cái tòa lâu đài của mình rất là nguy nga và trang trọng như vậy được không ạ? Khi cô có ý định xây cái lâu đài này thì cô đã đi tìm hiểu rất là nhiều nơi ở trong nước mình. Thế là cô nghe tin thì bạn cô nói là có cái anh Hà là tổng giám đốc của tập đoàn công ty Panama ở trên Hà Nội là thiết kế mà thi công rất là tốt. Thế là cô lên trên đấy, cô xem tham quan xưởng mọi cái của chú thì cô thấy rất là ok. Là làm cô với lên ý tưởng và nhờ chú Hà thiết kế cho cô. Cái tòa nhà từ trên xuống đến ngày là toàn bộ là chú Hà thiết kế hết. Thế thì cô thấy là xong, thì cô ở cái nhà này thì cô thấy là mọi người vào tham quan và cô cũng rất là hài lòng. Mọi người đến thì đều là khen. Làm hơn một năm nay với cháu mà gỗ thì không có xê dịch gì, không thấy nứt, không thấy cong vênh gì. Trước lúc đến ở nào bây giờ một năm rồi vẫn thế. Mà mùa hè thì là mát lắm, mùa đông thì ấm. Cô chả cần phải dùng điều hòa gì cả mà cứ như là ai vào cũng tưởng nhà cô dùng điều hòa. Thế cho nên là cô hài lòng lắm. Cô bảo nếu mà sau này mà con cô mà nó có nhu cầu xây thì cô cũng vẫn lại mượn chú Hà đến để thiết kế với lại thi công cho cô như thế này. Như vậy có nghĩa rằng là cái thiết kế, thi công và những cái thiết bị trang thiết bị nội thất của công ty Panama đã mang lại cho cô một sự hài lòng phải không cô? Và đấy là một điều rất là vinh dự đối với công ty Panama chúng cháu. Khi mà tới thăm biệt thự của mình, lâu đài của mình thì cháu cảm thấy rằng là đây là một điều rất là tuyệt vời. Và ở đây cháu cũng muốn cô chia sẻ thêm cho cháu thêm một chút nữa. Vì anh Hà là một trong những kiến trúc sư rất là nổi tiếng của trong lĩnh vực thiết kế của các cái biệt thự, lâu đài, tân cổ điển. Thì cháu cũng muốn cô chia sẻ thêm cho cháu và cháu một chút về cái cảm nhận của cô khi làm việc và chia sẻ những cái mong muốn của mình khi xây một tòa lâu đài như vậy. Và cũng cái cảm nhận của cô với anh Hà và Panama thêm một lần nữa được không ạ? Nói chung là cô làm việc với chỗ Hà bên Panama ấy, mặc dù chú ấy còn trẻ tuổi nhưng chú là người rất là làm việc là rất có năng lực, uy tín. Mà mọi cái chú làm ra cô thấy là rất là chất lượng, rất là có tâm, có đức. Cho nên là cô rất là hài lòng. Khi nghe cô Tâm chia sẻ như vậy, cháu cũng muốn anh Hà chia sẻ thêm một chút. Đó là khi anh Hà gặp cô Tâm với cái cơ duyên như vậy, cũng rất là tình cờ. Nhưng khi tới đây, một cái sản phẩm, một công trình biệt thự hay cao hơn đó là thực sự đấy là một tòa lâu đài. Nó có ý nghĩa rất là to lớn. Vì nó mang được một cái sắc thái sang trọng, quý phái. Và điều quan trọng là em thấy cô rất là hài lòng. Anh có thể chia sẻ được với em và cô cũng như tất cả các bạn cái ý tưởng nào khi anh thiết kế tòa lâu đài này được không anh? Với
cái sự đồ sộ nguy nga và hầu hết là các cái trang thiết bị đều được bằng gỗ. Cảm ơn câu hỏi của chị Nhung. Cô Tâm đến với công ty Panama, đây là một cái duyên về phong cách, về gỗ đục chạm mà mang phong cách kiểu cổ điển, kiểu quý tộc này. Panama cũng đã làm rất nhiều, thế nên cũng không có gì là quá khó khăn. Nhưng mà để chạm tới trái tim và cái gu của cô thì đấy là một cái bài toán rất là phải, mọi người cũng phải nghĩ rất nhiều. Thế nên khi lên thiết kế xong thì trình cô thì cô rất ưng ý. Và bước tiếp theo là công ty phân tích cho cô tất cả những không gian, từ phòng khách, phòng ăn, để cô nắm được. Và sau đó thì lên một cái phương án thi công cho cô và quản lý tổng thể toàn bộ ngôi nhà này. Mỗi một ngày cô cũng cảm nhận được là cái năng lực và cái sự chấp nối của công ty rất tốt đối với các nhà thầu khác, để mà tạo lên một cái không gian nội thất đẹp đến ngày hôm nay. Để có một không gian này, đó là sự cộng hưởng của rất là nhiều yếu tố. Không những mà công ty cũng là người đứng ra thi công sản xuất, mà cũng phải là kết hợp với rất nhiều các nhà thầu khác nữa để có được một tác phẩm như ngày hôm nay. Và cô và gia đình và tất cả mọi người, khách hàng, bạn bè cô đến đều khen, thì đấy là một cái sự động viên rất lớn cho tôi cùng ban lãnh đạo công ty để đưa nhiều tác phẩm đẹp đến với các chủ đầu tư và làm đẹp hơn cho xã hội. Cháu thay mặt ban lãnh đạo công ty rất cảm ơn cô. Cô đã giao tác phẩm ngôi nhà này cho cháu và công ty thi công. Tiện thể ở đây cháu chúc cô cùng toàn thể gia đình có một sức khỏe dồi dào và chuẩn bị đón một năm mới an khang, thịnh vượng. Cô cảm ơn cháu, cảm ơn công ty Panama. Cô cũng chúc gia đình cháu và công ty Panama năm mới thật thành công. Vâng, cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Vâng.